thêm cái nữa đi. Cái này bán sao đây? Dạ Nam Đồng, lưu về cái đi. Đưa hai người này về. Ông bắt chúng tôi, chúng tôi phạm tội gì? Chưa nghĩ ra. Không sao, thì đó từ từ nghĩ. Đi, đi, đi. Hey. Sao hả? Không lẽ hai người lại ngu tới nỗi tưởng mình có thể thắng nổi xuống Tây Dương? Võ phu đúng là võ phu. Xem chút quên nói với hai người. Cảm ơn nha. Hãy cứ giữ lối ra cho tôi, không được để ai trốn thoát. Dạ. Đội trưởng sai. Ông làm như vậy có nghĩa là sao? Chúng tôi nghi ngờ phái Tư Long mấy người có cơ địa bí mật của tổ chức ngầm, có ý âm mưu làm phản. Mới đây có hai đồng bọn của mấy người ở ngoài chợ lén đánh cảnh sát, bị chúng tôi bắt về đồn cảnh sát rồi. Đội trưởng sai. Phái Tư Long chúng tôi là đệ nhất đại phái ở kinh thành, làm sao làm phản được? Tôi Đường Đường là đội trưởng đồn cảnh sát. Mấy người là kiếm tên tạp dịch ra nói chuyện với tôi. Kêu Đỏ Hiếu Tinh chuyển một mấy người ra đây. Đội trưởng sai. Ông muốn thử sự lợi hại của Thương Long Quyền chúng tôi phải không? Đánh đi. Thử lợi hại của Thương Long Quyền lợi hại như thế nào hả? Dạ hết một chút về. Dạ. Đi, đi, đi. Làm ơn, chúng tôi tới bảo lãnh đệ tử phái Thương Long. Xin lỗi, họ không được bảo lãnh. Tại sao? Dĩ nhiên là không được bảo lãnh rồi. Đội trưởng sai. Thật ra đệ tử của tôi đã làm sai điều gì? Sao ông cho người tới chỗ quán bắt họ vậy? Tôi nghi ngờ phái Thương Long mấy người là một tổ chức bí mật có ý đồ làm phản. Phái Thương Long chúng tôi ở Kim Thành có căn cơ nhiều năm, là danh môn chính phái, làm sao là tổ chức bí mật được? Điều này khó nói lắm. Mấy người cả gan đến nỗi dẫn theo một tốp người đến tấn công nhà phó thị trưởng. Võ quán bình thường sao lại làm như vậy chứ? Chuyện này tôi thật sự phải điều tra triệt để. Đội trưởng sai à? Nếu đệ tử của phái Thường Long có làm gì nên tội, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng dạy dỗ. Nhưng mà lần này ông có thể nể mặt. Nể mặt? Mấy người biết nể mặt là thế nào sao? Mấy người biết thì đâu có dẫn theo cái tớp người để phá hoại chuyện người ta thành thân động phòng. Ông mượn gì công trả thù riêng à? Phải đó. Cậu làm bí mật tôi trước mặt phó thị trưởng thì tôi làm bí mật cậu lại thôi. Bây giờ con phó thị trưởng đã chết rồi hả? Không có ai nói giỏi tông đường. Chuyện rất nghiêm trọng, hoàn toàn là tại cậu. Không làm khó cậu thì làm khó ai? Tôi đã nói nhiều lần, người mà mấy người bắt không phải là Ngôn Tử Quy mà là Tiêu Cầm em họ của tôi. Tôi không cần biết. Tóm lại tôi cho cậu biết, cậu tiếp tục bảo vệ cô ta đi, để coi cậu làm sao tiếp tục làm trưởng môn phái Thương Long mà không có một đệ tử nào. Thật là quá đáng. Tên xài quay này thật là đáng ghét mà. Tam Thúc à, hãy bình tĩnh đi, nhất định sẽ nghĩ ra cách mà. Con đã gọi là sư thúc thì ta lấy thân phận sư thúc đó với con. Hiểu tin, ngày hôm nay của phái Thương Long có thể trở thành đệ nhất đại phái kinh thành là thành quả mà bao năm nay chắc con phải lao tâm khổ tứ. Thúc nghĩ con biết phải làm sao rồi. Cái gút của mọi chuyện chính là ở cô gái kia. Con giao cổ cho Sài Hoa thì không có gì. Không được, con không thể giao cổ ra. Từ Giang một lòng muốn trả thù cho con mình, chúng ta giao cổ ra khác nào bắt cậu chết. Vì một cô gái lượm ở ngoài đường mà con hủy hoại cơ nghiệp của phái Thương Long thật sao? Con làm như vậy, con làm sao ăn nói với dòng linh của cha con chứ? Làm sao ăn nói với các sư huynh đệ? Làm sao ăn nói với họ đi? Thật sự là Sài Qua và Từ Giang cố tình chống đối chúng ta, không có liên quan đến việc giao tiên cầm ra hay không. Đủ rồi, bây giờ tranh cãi có ích gì? Quan trọng là nghĩ cách cứu Ma Cường và mọi người ra, sau đó coi làm sao làm dịu chuyện này. Con của Từ Giang đã chết, chuyện này làm sao dễ dàng làm dịu được? Muốn giải quyết chuyện này trừ khi là giao người. Chúng ta không nên để tên Sài Qua uy hiếp dễ dàng như vậy. Nếu không sau này hắn sẽ được nước làm tới. Cô chỉ biết có mỗi một việc bảo vệ cô gái đó, cái việc sống còn của phái Thương Long có cũng mặc kệ. Trời ơi, chúng ta đừng có làm mình rối lên như vậy. Tôi sẽ nghĩ cách làm dịu chuyện này. Tóm lại sau này á, chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng để Sài Qua kiếm cớ sinh sự nữa. Vậy sư huynh, huynh tiếp tục bênh vực Hiểu Tinh như vậy, sớm muộn gì cũng làm hại phái Thương Long. Con nghe rồi đó, lần này con thật sự sai nghiêm trọng. Sư thúc à, im miệng. Tam sư thúc còn nói đúng, nếu con cứ tiếp tục như vậy, không những không thể khiến người ta thán phục mà còn làm hại phái Thương Long nữa. Hồng nhan họa thủy, chuyện đến nước này rồi, dù Tiêu Cầm có phải là Ngôn Tử Quy hay không, chỉ cần con giao nó ra thì sẽ dịu mọi chuyện thôi mà. Nhưng làm như vậy thật sự không giải quyết được vấn đề. Họ cứ nhất quyết đổ thừa chúng ta hại chết Từ Tử Kiền. Cho dù giao Tiêu Cầm ra
họ cũng không bỏ qua đâu. Sau đó có bỏ qua hay không thúc không dám nói, nhưng ngày nào con giữ con ở lại đây thì Sài Hoa sẽ không cho phái Thường Long chúng ta được sống yên ổn. Thúc hỏi con, chức trưởng môn của con làm sao có thể làm tiếp đây? Có phải con đã quên đi di nguyện của cha con rồi không? Con suy nghĩ kỹ đi, thật ra môn phái quan trọng hay là người em họ đó quan trọng? Đưa cậu vô đây gặp tôi. Dạ, đội trưởng Sài. Cậu ra ngoài đi. Dạ. Cô Ngôn, cuối cùng cô làm rõ tình thế rồi hả? Ông đừng hiểu lầm, thật sự tôi không phải là Ngôn Tử Quy mà ông cần tìm. Lại cái trò này nữa. Tôi đến cầu xin ông đừng chống đối tôi nữa, cũng đừng chống đối anh họ tôi và người của phái Thương Long. Đủ rồi, nói chơi cũng phải có giới hạn, nói nhiều sẽ không mắc cười đâu. Tại sao ông phải ép buộc tôi? Một cô gái tầm thường mà Xài Quai này cũng không đối phó nổi, vậy sau này tôi leo lên cái ghế cao hơn, tôi cũng sẽ nhớ mãi cái vết nhỏ này. Con người tôi rất thích sạch sẽ, một là không làm, hãy làm phải làm tới cùng. Cô làm cái gì vậy? Nếu ông còn ép buộc tôi sẽ chết trước mặt. Muốn uy hiếp tôi hả? Chết đi, tôi không tin cô dám tự tử. Nếu tôi chết ở đây, ông đoán coi ông có gặp rắc rối không? Khoan đã, tôi bỏ con dao xuống. Ông thả mọi người ra đi. Tôi bỏ con dao xuống đi. Thật ra ông vì tôi chống đối lại phái Thương Long không có lợi gì cho ông hết. Đoạn Thái Bắc và thị trưởng là chỗ thâm giao, ông biết mà. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ông đoán coi thị trưởng có bỏ qua không? Còn Đoạn Hiểu Tinh nữa, tuy mới làm trưởng môn nhưng cũng không phải là một kẻ tầm thường. Ai dám nói thành tựu sau này của ảnh sẽ không cao hơn cha ảnh? Có lẽ ông cũng biết rõ đạo lý, thêm một người bạn hơn là thêm một kẻ thù. Cái gì? Anh thả Ngôn Tử Quy ra? Phải. Tôi đã nói với anh rồi, bằng mọi giá cũng phải bắt cổ về. Cho dù Tử Kiện đã qua đời, cô ta cũng phải làm người của Từ gia. Phó thị trưởng, ông bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích đi. Giải thích cái gì? Cho dù cũng thể bắt nó làm dâu, cũng phải bắt nó lót xác cho Tử Kiện. Ông bắt cổ lót xác cho Tử Kiện, tôi không có ý kiến, nhưng thị trưởng sẽ có ý kiến đó. Thị trưởng, Ngôn Tử Quy này có phái Thương Long làm hậu thuẫn, thị trưởng và tên họ Đoạn lại là chỗ thâm giao, lỡ như hắn tìm thị trưởng ra mặt, đến lúc đó thì thôi là chúng ta. Đúng vậy. Bây giờ tình thế đang rắc rối, tôi không thể để cho Trác Vạn Sinh nắm được nhược điểm gì. Mối thù này không phải không trả, nhưng không phải bây giờ, mà đợi sau khi ông làm chức thị trưởng đã. Lên chức dễ dàng vậy sao? Vạn sự khởi đầu nan, nếu như không chịu bắt đầu thì suốt đời này cũng không thể bắt đầu. Đúng vậy, tôi cũng thể để cho Trác Vạn Sinh suốt đời leo lên đầu tôi. Vị sư thúc, có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói đi. Trước khi con và Hiểu Tinh tỷ thí, thúc hứa với con nếu Hiểu Tinh làm không tốt sẽ giao cho con thay thế. Đúng vậy. Nhưng năm lần bảy lượt Hiểu Tinh khiến cho môn phái mất mặt, con không thể để cho Hiểu Tinh tiếp tục làm như vậy. Ma Cường à, sư thúc biết con rất muốn làm trưởng môn. Sư thúc đừng có hiểu lầm, làm trưởng môn hay không đối với con thật sự không quan trọng. Con không đành lòng nhìn thấy tâm huyết bao năm nay của sư phụ bị hủy hoại trong tay của Hiểu Tinh. Sư thúc biết con lo cho phái Thường Long, khó trách lúc sư huynh còn sống, con là đệ tử mà huynh ấy thương nhất. Hiểu Tinh nó còn trẻ, xử sự chưa được chững chạc, mới để tên tiểu nhân bỉ ổi như Xài Quai thừa dịp làm tới. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, con sợ phái Thương Long chúng ta sẽ tan rã thôi. Cho nên thúc sắp xếp Hiểu Tinh và Du Mã tỷ thí thêm một lần nữa. Với Du Mã? Lần trước thua Du Mã do nhất thời sơ ý, lần này nó rất có lòng tin sẽ thắng một trận dễ dàng, gây dựng danh tiếng cho phái Thường Long của chúng ta. Lỡ như thua nữa thì sao? Nó sẽ không thua, cũng không thể thua được. Nếu như thua thì không xứng đáng làm trưởng môn, vậy phái Thường Long sẽ trông cậy hết vào con.